Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ show cho các bạn xem một số cái ứng dụng đặc biệt trong cái vấn đề nấn tem nhãn hiện nay. Thì đây là cái nhãn hàng nước suối của Lavie, chắc là rất là quen thuộc với lại rất là nhiều người. Đó, thì mình sẽ xoay một vòng. Các bạn có thấy cái gì đặc biệt trong cái nhãn tem nhãn của chai nước suối này không? Mình muốn chia sẻ cái gì đặc biệt ở đây là các bạn thấy là bề mặt ngoài của tem nhãn đang in nội dung thông tin về cái sản phẩm này, nhưng mà bên trong của cái mặt tem nhãn này các bạn có thể thấy nè, bên trong nó là một cái phong cảnh thiên nhiên, và đây là nước suối của Satori. Mặt bên ngoài của tem nhãn này cũng là thể hiện thông tin của sản phẩm. Tuy nhiên mặt bên trong của nó thì các bạn có thể thấy nè, nó chỉ là những cái mảng màu của thương hiệu của dòng sản phẩm này. Trong video ngày hôm nay mình sẽ nói về những cái cách mà tạo ra, in ấn ra những cái sản phẩm tem mặt đặc biệt này mà những cái thương hiệu lớn hiện nay người ta đã nghiên cứu và người ta đã sử dụng rất là nhiều. Thì đề can hai mặt thì cũng đơn giản và dễ hiểu thôi các bạn, có nghĩa là nội dung nó được in ấn trên cả hai mặt bên ngoài và lẫn bên trong đó. So với những cái mà truyền thống trước đây á, là tem nhãn nó chỉ in đơn giản là mặt bên ngoài thôi. Nó mặt bên ngoài thì các bạn có thể thấy cái chữ ở đây, nhưng mà khi mà mặt sau của nó này nó sẽ bị ngược, nó bị ngược như vậy nè, các bạn thấy không, nó ngược rồi. Hoặc là đối với những cái tem nhãn một mặt đi, như cái tem này đi, nó thì mặt bên ngoài là nó có nội dung nhưng mặt bên trong nó chỉ là cái màu trắng thôi. Nó các bạn thấy sự khác biệt chưa? Ngoài cái việc in ấn tem nhãn hai mặt mà dành cho những các dòng sản phẩm người ta thường sản xuất số lượng lớn, số lượng nhiều, thì cái việc in ấn tem nhãn đề can hai mặt cũng có thể được ứng dụng rộng rãi qua các sản phẩm khác. Và cụ thể đây là một số cái sản phẩm bên mình đã sản xuất. Thì cái này á, là các bạn mình nghĩ là nó rất là phổ biến, các bạn có thể dễ dàng, các bạn nhìn nó quen không? Mình nghĩ là nhiều người sẽ quen với lại cái sticker này nè. Mình thấy sticker này được dán ở trong rất nhiều những cái trung tâm thương mại, những cái siêu thị lớn hay là những cái showroom cửa hàng gì đó mà có ứng dụng thanh toán này, thì mình thấy cái này rất là nhiều. Và sticker hai mặt có nghĩa là nội dung mặt bên ngoài các bạn nhìn thấy, nhưng mà bên trong mình gỡ cái nội dung bên trong ra, sticker bên trong ra để các bạn cũng có thể hình thấy luôn. Đó thì nội dung bên trong nó cũng giống như bên ngoài nha các bạn. Giống bên ngoài ở đây là khách hàng quyết định cái nội dung, bên ngoài bên trong giống nhau. Còn về kỹ thuật in ấn thì mình cũng có thể in ấn nội dung về mặt bên trong bên ngoài có thể là khác nhau theo cái design. Mình có dán thử lên trên cái kính này cho các bạn dễ hình dung nè, có nghĩa là nội dung của mặt bên trước và bên 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 trong nó giống nhau, nhưng mà các bạn cũng thấy rõ nó sẽ không có bị xuyên qua. Đó, các bạn thấy hai mặt nội dung nó giống nhau, nó sẽ không không bị xuyên qua, bị chồng chéo nhau. Thì cái việc khi mà mình dán á, thì mình chỉ có một lần dán thôi, một lần dán lên trên cửa kính, nhưng mà nội dung sẽ thấy được ở cả mặt bên trong mặt bên ngoài, thì nó sẽ tiết kiệm cái việc nhân công dán đối với những cái mảng lớn hay là đối với số lượng các bạn cần dán nhiều cái dạng sticker như thế này trên trên cái cửa kính. Thay vì các bạn phải dán hai tấm ở mặt trong mặt ngoài, thì bây giờ các bạn chỉ cần dán đơn giản một lần là xong thôi, các bạn dán từ bên ngoài luôn, các bạn không cần phải đi vào bên trong. Đó, đó là cái một trong những cái ưu điểm của cái sticker hai mặt này. Thì ngoài cái việc ứng dụng là in nội dung hai mặt giống nhau, thì cũng còn có những cái ứng dụng khác là bên mình có thể in ra được những cái nội dung hai mặt nó sẽ khác nhau, hoặc là hai mặt nó có thể cùng một hình nhưng mà màu sắc nó khác nhau. Đó thì đây là một trong những cái ưu điểm rất là đặc biệt của cái dạng sticker hai mặt này. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem một số cái mẫu hiệu ứng mà trong cái catalog mẫu của mình nha. Thì đầu tiên các bạn dễ thấy là đây là cái hiệu ứng màu mà lót trắng ở phía sau, phía sau nó là màu trắng, phần màu in là ở phía trước, thì để cái nội dung màu sắc á, nó sẽ không nó vẫn được nổi bật nó trên cái nền trong suốt, các bạn thấy không, mà màu sắc nó không có bị thay đổi nè. Với cái kỹ thuật này á, là màu sắc cho dù các bạn dán lên trên cái nền tối thì nó vẫn giữ nguyên được cái màu của bản in. Và cái kỹ thuật thứ hai là cái kỹ thuật ở đây là mình in ngược, ở đây là bề mặt in, còn ở đây là bề mặt là khi mà các bạn dán vô kính thì các bạn sẽ thấy từ phía bên trong là thấy nội dung, còn ở phía bên đây là mình sẽ thấy là cái màu trắng phủ ở bên ngoài đó. Rồi tiếp theo là cái hiệu ứng màu hai mặt trên trong suốt, thì cái này là các bạn dễ thấy rồi, phía trước màu sắc cũng vẫn nó bật mà phía sau vẫn có màu sắc nó bật. Đây, nền thì trong suốt nha. Rồi cái hiệu ứng này còn còn một cái tương đồng nữa là ở đây đó, thì có thêm một cái lựa chọn nữa là màu hai mặt
phần này là phần không, phần này là phần màu sắc rõ không xuyên qua, bạn sẽ thấy được màu sắc hai mặt rõ và có thêm một cái hiệu ứng là cái nền màu nhạt ở đây. Nói trong trường hợp các bạn có thích thêm một cái hiệu ứng về một cái hình ảnh nào đó hoặc là một cái tông màu đó của nhận diện thương hiệu thì mình cũng có thể kết hợp với lại cái hiệu ứng này. Đây, tương tự nó sẽ có phần nền nhạt ở bên dưới và cái phần hình ảnh mình muốn thì nó sẽ nổi bật cả màu sắc cả hai mặt. Rồi, cái hiệu ứng đặc biệt tiếp theo là hiệu ứng nội dung hai mặt. Các bạn thấy là với cái design này là cái hình ảnh là nó không có cân, nó không có phải là hình chữ nhật, nó là hình dạng hình thang. Thì nội dung bên đây và thể hiện được cả hai mặt nó cũng tương đồng với cái hình dạng không có cân đối như thế này. Đó. Rồi, một cái vô cùng đặc biệt mình chia sẻ là các bạn thấy là hình hình mặt trước nè là cô gái có mái tóc màu màu nâu nhưng mà mặt sau nó đổi màu khác nè. Đây. Đó thì đây là hiệu ứng đặc biệt ở bên mình ứng dụng. Rồi. Ngoài ra thì cũng có một những cái dạng khác là màu chuyển sắc. Các bạn thấy là với cái nền màu chuyển từ màu đậm sang nhạt. Rồi, mình có thể thể hiện cái phần chữ màu trắng để cho nó bật trên cái nền màu chuyển sắc. Đó. Hoặc là đối với hiệu ứng này, đây là hiệu ứng cũng chuyển sắc radiant về nhưng mà chuyển cái dạng hình ảnh nha các bạn, có nghĩa là ở những cái phần nào mà màu tối thì ánh sáng không có xuyên qua, còn những cái phần nào mà màu sáng màu trắng thì nó sẽ xuyên qua như như kiểu như này đó, mặt sau nè, rồi mặt trước nè, rồi cái này tương tự nha các bạn đó. Về tính kinh tế thì các bạn cũng đơn giản thôi, có nghĩa là những cái thương hiệu lớn người ta bán số lượng rất là lớn thì người ta cũng in ấn cái những cái tem nhãn này với số lượng cũng rất là lớn, mình nghĩ là cũng phải vài triệu cái tem nhãn như vậy để cái vấn đề họ tối ưu vấn đề chi phí sản xuất. Tuy nhiên còn đối với những cái các bạn mà thương hiệu đang sắp lớn hoặc là thương hiệu vừa thì các bạn có thể ứng dụng cái hiệu ứng tem nhãn này hay không? Về kỹ thuật in ấn thì máy móc bên mình là ứng dụng in kỹ thuật số cho nên là mình sẽ không có cái sự giới hạn về số lượng tối thiểu hay là số lượng tối đa. Tuy nhiên về 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 riêng về in ấn thì các bạn cái đơn giản cái hình dung là các bạn in số lượng mà nó càng lớn thì cái việc khấu hao của cái bản in nó càng cao cho nên là nó chi ngược lại giá thành thì sẽ được tối ưu hơn, là tùy theo cái giai đoạn mình đang trong cái giai đoạn nào, mình đang trong giai đoạn nghiên cứu mình test mình thử nghiệm thì các bạn có thể in mẫu ít hoặc là in test với số lượng vừa nhỏ để các bạn test trên cái dòng sản phẩm mình. Còn khi mà các bạn đã duyệt với cái mẫu đó rồi các bạn quyết định các bạn tung ra thị trường những cái sản phẩm số lượng nhiều thì lúc đó các bạn cần phải cân cân đối cái vấn đề số lượng để sản xuất làm sao mà tối ưu được cái chi phí giá thành sản xuất nhất có thể. Tùy vào cái thời gian mà các bạn sử dụng 1 năm, 3 năm, 5 năm gì đó thì các bạn có thể liên hệ bên mình cung cấp những cái loại vật liệu mà phù hợp với lại cái thời gian các bạn mong muốn. Nó cũng sẽ liên quan đến cái vấn đề giá thành tương ứng thôi các bạn nha. Thì các bạn sử dụng thời gian ngắn thì mình cân nhắc sử dụng những vật liệu tương đối trung bình đó để tối ưu vấn đề về chi phí. Còn các bạn mà sử dụng trong cái thời gian dài thì chắc chắn mình cũng phải sử dụng cái vật liệu cao cấp hơn, cũng như là in ấn để đảm bảo những cái tiêu chí kỹ thuật về độ bền vật liệu cũng như là màu sắc của sản phẩm. Đó thì các bạn có thắc mắc gì về cái dòng sticker hai mặt in ấn thì các bạn có thể để lại comment hoặc là liên hệ bên mình sẽ hỗ trợ tư vấn các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.